Rồi Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 15 tháng 8 thì bên em cũng mới về được một số cái mã máy Android nha. Máy full hộp có này, máy trần có và máy tính bảng cũng có luôn nha anh chị. Thì mình cứ xem được con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp cho em để chốt hàng ha. Với số điện thoại là 0879182796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Và địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha. Em bán là ship code toàn quốc nha anh chị. Nếu mà khách ở gần thì mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy. Còn ở xa là bên em sẽ ship code toàn quốc cho anh chị. Đơn hàng mà từ 2 triệu trở lên là bên em sẽ bao ship. Còn đơn hàng mà dưới 2 triệu là phí ship khách hàng tự trả nha anh chị. Đối với khách uy tín mua hàng bên em mình không còn phải cọc nha. Lưu ý là không còn phải cọc. Nhận hàng mình kiểm tra test máy ok, đúng hàng đúng mẫu mình mới thanh toán tiền shipper nha anh chị. Trường hợp mà anh chị kiểm tra hàng mà có vấn đề gì đó không ok, không giống như những gì trên live em quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha, không mất một chi phí gì hết nha anh chị. Rồi về chế độ bảo hành là bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần. Nếu lỗi làm gì thì đổi trả 1 đối 1. Còn bảo hành thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị từ 1 đến 6 tháng tùy máy nha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con dòng máy tính bảng trước ạ. Đây là máy tính bảng Samsung Tab A nha anh chị, Samsung Tab A bảng màu đen cho mình nha. Máy mới kit nha anh chị ơi, tầm khoảng 99% á. Nó rất là mới đẹp luôn nè. Con này màn hình của nó là 10.4 inch này. Tab A7 nha, Tab A7 nha anh chị, hay còn gọi là T505. Con này phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị, phiên bản Android 10 chấm, RAM là RAM 3, bộ nhớ là 64GB. Đây ha, cấu hình của nó đây ạ, RAM 3, bộ nhớ 64GB. Đặc biệt con này pin của nó rất là trâu nha. Pin tới 7000mAh nha anh chị, pin 7000mAh hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Chui sạc là chui sạc Type-C này, đó chui sạc Type-C cho anh chị nha. Con này nó có lô tứ là 4 lô cho anh chị luôn nha, 2 lô dưới và 2 lô trên nha anh chị. Nghe nhạc rất là to, rất là rõ luôn nha mọi người. Rồi em sẽ test lô cho anh chị xem luôn nè. Nói chung là lô của nó rất là hay, lô là lô tứ cho mình luôn. Máy tính bảng này là anh chị có thể xài sim được nha, bỏ sim vô nghe gọi bình thường, hỗ trợ mạng di động 4G cho anh chị. Lô rất là hay nha anh chị ơi. Rồi giá bán cho anh chị là 2.4 triệu nha. 2.4 triệu là em sẽ tặng cho anh chị một cái bao da mới, một cái bao da mới và một cái bộ sạc nhanh cho anh chị ạ. Đó, Samsung Tab A7. Máy xài sim được nha anh chị, xài sim được, hỗ trợ mạng di động 4G cho anh chị nha. Pin của nó 7000mAh và con này nó sở hữu chip Snapdragon là 632 nha anh chị, chip Snapdragon 632 nha. Giá bán cho mình là 2.4 triệu này, rất là đẹp luôn ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển sang dòng máy điện thoại nha anh chị. Chuyển sang dòng máy hộp trước nha. Máy hộp thì hôm nay em có về được hai mẫu nha anh chị. Một con là dòng máy Redmi 13C và một con là Redmi Note 13 này. Hàng là hàng mới full hộp cho mình nha. Rồi em sẽ giới thiệu cái con 13C trước cho anh chị ha. Đây là Redmi 13C. Màu trắng nha anh chị. Màu trắng và một con nữa là màu đen nha. Đó, hai con hai màu cho anh chị này, màu trắng và màu đen. Hàng là hàng hàng mới full hộp cho mình luôn. Con này màn hình của nó là 6.74 inch nha anh chị. Nói chung là màn hình của nó rất là lớn nha, 6.74 inch. Cấu hình thì RAM là RAM 4, bộ nhớ là 128GB ạ. Rồi mình sẽ vào bên trong giới thiệu cho anh chị xem nè. Redmi 13C, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Đó, con này là 5G nha anh chị, Redmi 13C 5G nha. RAM 4 bộ nhớ của nó là 128GB và con này sở hữu chip Dimensity là 6100 Plus nha anh chị. Đây ha, 6100 Plus. Pin của nó là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha, sạc là sạc 33W. Đó, cam bọng rất là ok nha anh chị, cam trước cam sau rất là đẹp cho mình luôn nha. Đó, cam của nó này rất là đẹp cho anh chị này. Con này giá bán cho anh chị mình là 2.9 triệu nha anh chị. Redmi 13C nha, Redmi 13C hàng mới full hộp cho mình luôn ha. Đó, 2.9 triệu em có hai bảng màu cho mình luôn nè. Đó, màu đen và màu trắng nha anh chị, đen và trắng, giá bán cho anh chị là 2.9 triệu. Trong này là gồm có bộ sạc nha, ốp lưng và một cái miếng dán cương lực cho mình luôn. Hàng full box nha anh chị, máy là máy mới luôn á. Đó, sạc là sạc 33W cho anh chị nè. RAM 4 128GB nha, hàng mới, hàng new cho anh chị ha. 2.9 triệu nha anh chị, Redmi 13C. Máy rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. Đó, hình thức của nó
can luôn nè, kiểu dáng đẹp nha, giá bán là 2,9 triệu. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển sang dòng máy Redmi Note 13 5G. Redmi Note 13 5G thì em có cũng hai màu cho mình luôn nè. Đó, mấy cái dòng này là hàng mới full hộp nha anh chị, máy mới là máy mới nguyên hộp chưa xài luôn á. Đây có hai màu, màu đen và màu trắng luôn nha anh chị ơi. Redmi Note 13 5G đen và trắng cho anh chị nha. Con này màn hình của nó là màn hình AMOLED này. Màn hình AMOLED nha anh chị ơi, 6.74 inch nha. Con này cũng 6.74 inch. Tần số quét của màn hình lên đến 120Hz nha anh chị. Rất là đẹp. Con này bản RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB ạ. Đây ha, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ 128GB. Con này chip Snapdragon là 685 nha. Chip Snapdragon 685. Pin của nó là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W. Đó, đẹp len keng cho anh chị, hỗ trợ sạc nhanh cho mình pin 5000mAh. Con này giá bán cho anh chị mình là 3,9 triệu nha. 3,9 triệu cho dòng máy mới full hộp nha anh chị, Redmi Note 13. Đó, Redmi Note 13 hàng mới full hộp cho mình. 3,9 triệu này, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc này. Ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Nói chung là mấy cái dòng máy này là máy mới chưa xài gì hết nha anh chị. Đó, bộ sạc là bộ sạc nhanh 33W này, cầm cái quả sạc rất là chắc nha anh chị, rất là nặng luôn ha. Sạc là sạc siêu nhanh cho mình luôn. Rồi em test cái cam cho anh chị mình xem luôn ha. Con này cái cam của nó là sở hữu cái cam rất là nét nha anh chị. Cam của nó lên đến 180MP nha. Đây ha, cam cực kỳ nét cho anh chị nè. Đó em zoom lên này, rất là đẹp luôn nha anh chị. Cam chính của nó lên đến 180MP. Con này giá bán cho anh chị là 3,9 triệu nha. Đó, đầy đủ phụ kiện, có hai màu, thích màu nào thì mình lấy màu đỏ thôi ha. Rồi em sẽ chuyển sang dòng máy máy trần nha anh chị, máy trần nhưng mà em cũng tặng cho anh chị đầy đủ phụ kiện luôn, như là bộ sạc, ốp lưng và dán cương lực này. Đó, dòng máy full hộp này là phụ kiện đi theo máy nha anh chị. Còn cả sang dòng máy trần nha anh chị. Đối với dòng máy trần bên em ấy thì hàng là hàng Line New 99% cho anh chị nha. Nó không có hộp nhưng mà em vẫn tặng cho anh chị một cái bộ sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Đó, hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ nha. Mã đầu tiên của dòng máy trần là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y22S này. Máy Line New 99% rất là đẹp luôn nha anh chị. Con này thì RAM là RAM 8 cộng 8. Bộ nhớ của nó là 128GB nha. Pin thì tới 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị. Chip Snapdragon là 680 nha anh chị ơi. Chip Snapdragon 680, con này giá bán cho anh chị mình là 2,5 triệu nha. Vivo Y22S nha anh chị, Vivo Y22S giá bán cho mình là 2,5 triệu này. Đó, đẹp len keng cho anh chị, hàng công ty chính hãng cho mình ạ. Mã số 1 là 2,5 triệu. Rồi tiếp theo qua mã số 2. Mã số 2 là một con dòng máy Oppo Reno 6Z 5G. Màu xanh nhạt nha anh chị. Máy zin toàn bộ cho anh chị luôn. Con này màn hình Super AMOLED 6.43 inch. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Vân tay hiển thị dưới màn hình. Đó. Con này sở hữu chip Dimensity là 800U loại 8 nha anh chị. RAM 8 128GB đây ha. Con này giá bán cho anh chị là 3 triệu chẵn ạ. 3 triệu chẵn nha anh chị ơi, 3 triệu chẵn cho dòng máy Reno 6Z 5G nha, hỗ trợ mạng 5G cho anh chị. Mã số 2 là 3 triệu chẵn nè. Rồi tiếp theo qua mã số 3. Mã số 3 là một con dòng máy Realme 8. Realme 8 là màu trắng bạc nha anh chị ơi, màu trắng bạc, máy zin toàn bộ cho mình. Đó, con này tầm khoảng 97-98% nha anh chị. Màn hình con này cũng là màn hình Super AMOLED 6.5 inch nha, 6.5 inch. Pin 5000mAh. Con này sở hữu chip Helio là G95 nha anh chị. Đó, màn hình Super AMOLED, vân tay hiển thị dưới màn hình. Con này giá bán cho anh chị mình là 2,6 triệu nha anh chị ơi. 2,6 triệu cho dòng máy Realme 8 nha. Realme 8 mã số 3 là 2,6 triệu. Full chức năng tất cả, vân tay hiển thị dưới màn hình này. 2,6 triệu cho mã số 3. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 là một con dòng máy Oppo A57. Oppo A57 này thì RAM là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. Oppo này là Oppo A57.
pin tới 5000 mAh nha anh chị, hỗ trợ sạc nha cho mình luôn này. Đó, Oppo A57 con này giá bán là 2 triệu chẵn nè. Mã số 4 nha anh chị, mã số 4 là 2 triệu chẵn cho mình nha. Rồi tiếp theo qua mã số 5. Mã số 5 là dòng Samsung, đây là Samsung A05 ạ. Đó, hàng công ty chính hãng, con này còn bảo hành bên hãng mấy tháng nha anh chị, zin toàn bộ, màu này màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu ạ. Đó, Galaxy A05. À, con này phiên bản Android của nó là 13 chấm nha anh chị. RAM là RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Màn hình rộng lớn 6.7 inch nha, hỗ trợ sạc nhanh, sạc là sạc 25W. Đó, sạc 25W nha anh chị. Con này chạy chip Helio là G85 nha, G85. À, giá bán cho anh chị mình là 2 triệu rưỡi đi nha anh chị. Mã số 5 là Samsung A05, giá 2 triệu rưỡi nè. Rồi tiếp tục qua mã số 6. Mã số 6 là một con dòng máy Oppo A54. Oppo A54 thì em có bản màu đen nè, màu đen nha anh chị, Oppo A54 màu đen. Máy đẹp nha, trên 95%, hàng là hàng công ty chính hãng, con này RAM là RAM 4, bộ nhớ là 128GB. Đó, RAM 4 128GB và pin của nó là 5000 mAh. Oppo A54 là 1 triệu 9 nha anh chị, Oppo A54 là 1 triệu 9 cho mình ha. Vân tay tích hợp đúng nguồn cho anh chị. Đó, mã số 6 là 1 triệu 9, RAM 4 128GB nè. Rồi tiếp tục qua mã số 7. Mã số 7 là một con dòng máy Samsung. À, đây là Samsung A21s nha anh chị, Samsung A21s. Màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. À, con này bản RAM là RAM 6, bộ nhớ 64GB ạ. Màn hình LCD 6.58 inch nha. RAM 6, bộ nhớ 64GB, pin của nó là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Con này giá bán là 2 triệu chẵn nè. Mã số 7 là Samsung A21s, 2 triệu chẵn nha anh chị, bản RAM 6. RAM 6 nha, còn RAM 3 bộ nhớ 32GB là em bên em bán là 1 triệu rưỡi. Còn con này là RAM 6, bộ nhớ là 64GB. Cấu hình của nó cao gấp đôi luôn, em để lại giá cho anh chị là 2 triệu chẵn nha. Mã số 7 là 2 triệu chẵn, Samsung A21s nè. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Mã số 8 là một con dòng máy Samsung A51. Samsung A51 này là bản màu xanh, này là xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. Màn hình con này là màn hình Super AMOLED nha, vân tay hiển thị dưới màn hình. RAM 6 nha anh chị, RAM 6, bộ nhớ của nó là 128GB. Đó, màn hình Super AMOLED nha, vân tay hiển thị dưới màn hình. Con này pin 4000 mAh nha anh chị, giá bán cho anh chị là 2 triệu 6 ạ. Samsung A51. Đó, Samsung A51 máy zin toàn bộ cho mình, 2 triệu 6 nha anh chị, 2 triệu 6 đầy đủ phụ kiện cho mình nha. Bộ sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị. Đó, nhận hàng kiểm tra nha anh chị, nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán cho em ha. Đó, full chức năng hết nha anh chị ơi. Samsung A51 là 2 triệu 6 nè. Rồi tiếp tục lên mã số 9. Mã số 9 là một con dòng máy Oppo. Đây là Oppo A31. Oppo A31 màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt. Con này RAM 4, bộ nhớ 128GB. RAM 4, bộ nhớ 128GB cho mình nha. Con này em đang khởi động lên xíu. Pin thì tới 4030 mAh. Máy thì hàng tầm khoảng 97-98%, không trầy không xước nha anh chị. Giá bán là 1 triệu 6 nè. Mã số 9 nha, mã số 9 RAM 4 128GB, 1 triệu 6 cho anh chị. Full chức năng hết, nó đang khởi động lên nha anh chị ơi. Đó, 1 triệu 6 cho mã số 9 nha. Rồi tiếp tục qua mã số 10 nè. Mã số 10 là một con dòng máy Samsung. Đây là Samsung A03S. A03S thì nó có vân tay nha anh chị. Vân tay của nó cũng là cái nút nguồn luôn nha. Đó, vân tay tích hợp đúng nguồn cho anh chị. Con này bản RAM 3, RAM 3 bộ nhớ là 32GB. RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 5000 mAh. Đó, pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Samsung Galaxy A03s, con này 1 triệu 4 này. 1 triệu 4 cho mã số 10 nha, sạc 2 sim 2 sóng. Rồi lên mã số 11. Mã số 11 là một con dòng máy Samsung A04. Samsung A04 thì em còn bản màu đen này. Con này RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB này. RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 5000 mAh. Đó, pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Galaxy A04 nha anh chị ơi. 1 triệu 4 thôi nha anh chị, thanh lý rất là rẻ nha. 1 triệu 4, hàng công ty chính hãng cho mình, máy rất là mới đẹp luôn. Đó, hai camera lớn và một đèn flash nha anh chị. Mã 11 là 1 triệu 4 ạ. Samsung A04 1 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 12.
Mã số 12 là một con dòng máy Oppo F7, em có hai bảng màu nha anh chị, màu đỏ và màu màu xanh bạc nha, đỏ và xanh bạc này. Mã số 12 nha. Con này cấu hình của nó là RAM 4 nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ số 4GB. Pin thì tới 4000 mAh, Oppo F7, kiểu dáng màn hình tay thỏ cho anh chị nha, máy rất là đẹp luôn. Con này sở hữu chip là chip Helio là B60 nha anh chị, mình có thể mua về xài chơi game thoải mái nha. Đó, Oppo F7 tầm giá chỉ có 1,2 triệu mà mình có thể mua về xài chơi game được luôn. Đó, mã số 12 là 1,2 triệu nha anh chị ơi, 1,2 triệu có hai màu cho mình lựa chọn nha. Màu xanh bạc và màu đỏ nha anh chị, con nào cũng 1,2 triệu hết nha anh chị. Đó, tặng bộ sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Đó, màu đỏ và màu xanh bạc này giá chỉ có 1,2 triệu thôi nha. Mã số 12 là 1,2 triệu. Rồi qua mã số 13. Mã số 13 là em còn hai màu này, màu tím và màu đỏ ạ. Đây là Oppo F9. Oppo F9 nha anh chị ơi, màu tím và màu đỏ. Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ số 4GB. Đây nha anh chị ơi, RAM 4 bộ nhớ số 4GB. Màn hình con này là 6.2 inch nha. Đó, Oppo F9. Con này giá bán cho mình là 1,4 triệu nha, Oppo F9 là 1,4 triệu. Đó, con này nó sở hữu chip Helio là B60 luôn nha anh chị, B60 cho mình luôn ha. 1,4 triệu, Oppo F9 nha, màu đỏ với màu tím này. Rồi tiếp theo qua mã số 14. Mã 14 là Vivo Y11, em còn màu đỏ đô. Con này giá bán là 1,250 triệu nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Và con này được cái nữa là cái độ pin trâu nha anh chị, pin rất là trâu, 5000 mAh. Đó, mấy cái dòng này xài bền nè. Vivo Y11 nha, Vivo Y11 giá 1,250 triệu cho mã số 14. Rồi tiếp theo qua mã số 15. Mã số 15 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung M11 nha anh chị, Samsung M11. RAM 3 bộ nhớ 32GB, bản màu đen này. Con này pin của nó là tới 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Đó, Galaxy A11 nha, con này giá bán là 1,450 triệu. Mã 15 là 1,450 triệu nè. Xài 2 sim 2 sóng nha anh chị, máy rất là đẹp luôn. Đó, hàng công ty chính hãng cho mình nha. Con này là 1,450 triệu cho mã số 15. Rồi tiếp tục nữa là mã số 16. Mã số 16 là Vivo Y15S. Vivo Y15S thì em còn bản màu xanh nhạt nha anh chị. Con này RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 5000 ạ. Pin 5000 mAh nha anh chị. Vivo Y15S con này giá bán là 1,450 triệu luôn ha. Mã 16 là 1,450 triệu ạ. Rồi tiếp tục qua mã 17. Mã 17 là dòng máy Huawei. Đây là Huawei Nova 3i. Huawei Nova 3i là màu đen nha anh chị. Con này màn hình của nó là kiểu dáng màn hình tay thỏ nha, 6.3 inch. RAM 4 128GB nha, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Và con này sở hữu chip Kingdin là 710 nha anh chị, chơi game chơi đồ ok nha. Đó, Huawei 3i con này giá bán cho mình là 1,5 triệu nè. Mã số 17 là 1,5 triệu nha anh chị. Rồi tiếp tục qua mã số 18. Mã số 18 là một con dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y12S nha. Vivo Y12S bảng màu này là màu trắng xanh, màu trắng xanh cho anh chị. Đó, hình thức của nó còn len keng 97-98% cho mình. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đây ha, RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 5000 mAh. Pin 5000 mAh. Màn hình lớn 6.5 inch, con này 1,450 triệu luôn ha. Mã 18 là 1,450 triệu. Rồi tiếp đến nữa là mã số 19 nè. Mã 19 là một con dòng máy Realme. Đây là Realme Nano 5i nha anh chị, em còn bản màu xanh nhạt ạ. À, đó, máy mới kit cho mình nha anh chị ơi. Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ là 100. Quên, con này RAM 4 bộ nhớ số 4GB nè. Pin 5000 mAh nha anh chị. Nano 5i nha, RAM 4 64GB, pin 5000 mAh. Xài 2 sim 2 sóng cho mình nha. 1,4 triệu cho mã số 19 ạ. Đó, Nano 5i, hàng công ty chính hãng cho mình 1,4 triệu. Rồi lên mã số 20. Mã 20 là dòng máy Oppo A15. A15s nha anh chị, con này là A15s bản màu đen ạ. RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ số 4GB, con này pin của nó là 4300. Pin 4300 mAh nha. Đó, Oppo A15s này. Con này giá bán là 1,5 triệu nha. Oppo A15s máy mới ở tầm khoảng 97-98%, 1,5 triệu, mã số 20 ạ. Rồi mã cuối cùng là mã số 21 nha anh chị. Mã số 21 là dòng máy Redmi Note 7. Redmi Note 7 thì em có bản màu xanh dương cho mình này.
Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ 64GB, pin 4000mAh, full chức năng cho anh chị nha. Nó sở hữu chip Snapdragon là 660, giá bán cho mình là 1,4 triệu ạ. Redmi Note 7, chơi game chơi đồ ok nha anh chị, giá 1,4 triệu. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một số con như vậy thôi ha. Thì anh chị cứ lựa chọn xem con nào thì mình cảm thấy được ok thì mình liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại là 0879182796, hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo cho em cũng được ha. Và video ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8 nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.